Sau khi mà nghe được sự chia sẻ và ước mơ của chị Nga thì em, Linh và chị Mỹ Anh à, trong này có gì nhá? Chị mở luôn đi. Chị có thích không ạ? À? Bây giờ chị thử cho bọn em xem nhá. Thử. Dễ thương, chị cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Em không nghĩ rằng những điều nhỏ bé như thế có thể khiến một người xúc động lại như vậy. Tại vì mình dễ thương lắm, cảm ơn mọi người. Trước là chị không có mặt mấy thứ đỏ này. Có khi nhìn trong gương kéo không nhận ra mình thật đấy chứ. Mắng có vẻ hơi lạ lẫm. Mắng gì thứ nữa. Bác Vũ và chị Nga và cả chị Hoa và cũng như là những người khuyết tật khác luôn có một khao khát được sống như một người bình thường. Đã là con gái thì ai cũng có quyền được xinh đẹp, cũng có quyền được mặc những gì cô ấy thích. Em nghĩ cảm xúc lúc đó của chị là cảm thấy như rằng mình đang sống như một người bình thường. Em thật sự rất là cảm động khi một món quà nhỏ như vậy nhưng lại được trân trọng đến như vậy. Thật lòng rất cảm ơn chị Nga. Đấy không phải là món quà duy nhất mà tụi em sẽ dành cho tụi chị, nhưng mà tụi em sẽ có một bất ngờ lớn hơn dành cho chị và chị Hoa nữa. Đó là một chuyến du lịch đến Hà Long cùng với gia đình. Trời ơi, tụi đi chơi là may rồi. Tớ là dành lại ngay. Lúc mà bọn em tặng cho chị cái áo, chị cũng chưa khóc. Chị cũng rất là vui và khi nhận được ấy. Chỉ là một chiếc áo nhỏ nhưng mà tại sao lại có thể làm chị cảm động đến như vậy? Điều đó thực sự làm chúng em rất là xúc động. Em nghĩ nước mắt của chị không phải là từ buồn tủi hay là gì. Đó chính là sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi thực hiện được ước mơ của mình. Mình là con gái, mình xinh nhất. Không phải là mình phải xinh. Mình phải luôn mạnh mẽ xinh đẹp nha. Em nghĩ là em chưa cho chị Nga được chi nhiều cả. Em chỉ là một người nhỏ bé thôi. Nhưng mà có một điều chắc chắn chúng em đã làm được đó chính là em đã cho chị thêm một người bạn chân thành. Và hy vọng chị sẽ sống và tiếp tục mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Có những lúc cuộc đời đầy khó khăn, đừng ngại ngần chi, hãy vững tin bước đi. Hãy sống tràn đầy giống như chỉ có